Hôm nay 14 tháng 10, Hội đồng Hương Hải Phòng tại xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng đã tổ chức kỷ niệm 60 năm người Hải Phòng lên xây dựng vùng kinh tế mới 1963-2023. Tham dự có đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo huyện Bảo Thắng, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Cách đây 60 năm, theo tiếng gọi của Đảng, những người con Hải Phòng tình nguyện lên Phú Nhuận xây dựng vùng kinh tế mới. Vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, người Hải Phòng ở Phú Nhuận luôn sát cánh cùng Đảng bộ, chính quyền vươn lên phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đời sống ấm no. Thực hiện công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, Phú Nhuận không ngừng lớn mạnh, trở thành điểm sáng, một trong những xã đầu tiên về đích nông thôn mới của huyện Bảo Thắng. Hiện địa phương đã đạt 17 trên 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, thu nhập bình quân đạt gần 67 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn hơn 8%. Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường và lãnh đạo huyện Bảo Thắng đã tặng hoa chúc mừng Hội đồng Hương Hải Phòng tại Phú Nhuận. Nhiều tập thể cá nhân được khen thưởng dịp kỷ niệm 60 năm khai hoang, xây dựng vùng kinh tế mới tại xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng.